Thưa quý vị, chương trình truyền hình ngày thứ bảy 12 tháng Giêng trên kênh 7. Mời quý vị theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Anh, Cô Phù Thủy Nghịch Ngợm tập 16. 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống, khoảng lắng của căn nhà. 7 giờ 15 phút tâm hồn cao thượng, đôi bàn tay cầu nguyện. 8 giờ 15 phút chân dung nhà vô địch. 8 giờ 45 phút thể thao sáng thứ bảy. 9 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Mỹ Vòng Tay Yêu Thương. 11 giờ 5 phút kính đa tròng. 11 giờ 40 phút tọa đàm bệnh mạch vành cấp và nhồi máu cơ tim. 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Ký Ức Hão Huyền tập 17 và 18. 13 giờ 45 phút ca nhạc Gửi Người Em Gái Miền Nam. 14 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Đức Biệt Đội Đại Bàng tập 29 và 30. 15 giờ 40 phút ca nhạc Tiếng Hát Riêng Cho Anh. 16 giờ 30 phút Khoa Học Và Đời Sống, Đi Bộ Và Sức Khỏe. 17 giờ chiếu phim phim truyện Mỹ 7 Ngày Về Quá Khứ tập 39 và 40. 18 giờ Bản Tin Kinh Tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ Siêu Quậy Tí Hon. 19 giờ 50 phút Tin Thế Giới. 20 giờ Ngôi Nhà Mơ Ước. 20 giờ 30 phút Chuyện Không Của Riêng Ai. 21 giờ Chinh Phục Đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút Cười Chút Chơi. 21 giờ 20 phút Phim Truyện Việt Nam KTX tập 27. 22 giờ 15 phút Tin Trong Nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim Phim Truyện Đài Loan Chuột Yêu Gạo tập 2. 23 giờ 30 phút Tin Cuối Ngày, Tin Thế Giới, Tin Thể Thao. 23 giờ 50 phút Người Chiến Thắng.